Này Xá Lợi Tử, vì Pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà La Ni rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì quả dự lưu rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị độc giác rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.